Hi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy đây là cái lulo sấy của cái máy 2005, tức là cái dòng này. Các bạn thấy lulo nó rất là nhẹ, nó rất là mỏng. Còn cái lulo của máy 1060 và 1075 á, thì nó rất là dày. Nó dày một lớp vậy luôn. Nên là khi á, tại sao là cái máy Rico 1075 á, nó khởi động lâu là lý do là nó phải dò khi mà máy mà nó khởi động lên á, thì khi nó phải ở đúng khi mà cái lulo sấy nó ở tới một cái nhiệt độ nhất định thì cái máy nó mới khởi động xong. Thì do đó là khi mà cái lulo nó dày á, là nó sẽ khởi động, nó dò nhiệt rất là lâu. Còn dò nhiệt rất lâu nên do đó là nó khởi động tới 5 phút lận. Còn con 2005 này thì nó rất là mỏng, do đó là nó khi mà nó vừa khởi động lên á, tức là cái bóng đèn trong đây nó có 3 cái bóng đèn lận. Còn cái bên máy 1075 thì nó chỉ có hai bóng đèn thôi. Do đó là cái con này á, nó làm nóng cái lulo rất là nhanh. Do đó là khi nó khởi động là nó bật lên, nó khởi động nó chạy lên liền. Đó là lý do tại sao mà giữa cái máy 2005 và 1005 nó có sự chênh lệch trong cái lúc mà khởi động là như vậy. Viết ở đây nè, các bạn thấy cái lỗi gì chưa? Đây là lần đầu tiên mà làm trong cái ngành nghề photo này 9 năm rồi mình mới thấy một cái lỗi này nè, là một cái lỗi cực kỳ hy hữu, các bạn thấy không? Không biết các bạn gặp chưa, cho mình đây là lần đầu tiên luôn mình thấy. Tức là khi máy móc vẫn chạy bình thường, nó không có một cái tiếng kêu gì hết. Tuy nhiên trong quá trình chạy mình lâu lâu mình sẽ thấy nó một cái tờ giấy nó bị nhăn. Thì khi mà tờ giấy nó bị nhăn thì mình sẽ nghĩ ngay tới cái phần lulo ép, cái bộ phận sấy. Tại vì khi các bạn biết là giữa cái lulo ép và lulo sấy, tức là nó có hai cái trục như thế này ha, các bạn biết rồi. Thì nếu mà các bạn biết là trong quá trình trường hợp á, mà cái bộ phận ép á, nó bị sụp đầu là do là nó bị hư cái bạch đạn hay là cái gì đó thì nó sụp xuống, thì một là cái nguyên nhân, tức là các bạn sẽ thấy là khi mà máy chạy ra thì cái đầu phía bên mà nó sụp á, là có thể là nó không có chính mực, tại vì nó không có ép được vô trong cái lulo này, nó không có làm chính mực được, nó không có nung chảy mực để mà dính trên cái giấy được. Thì do đó khi mà các bạn lấy ra, các bạn sẽ thấy là nó giống cái mực nó bị phợt qua một cái là bị dính vô tay liền ha. Thì lúc đó, hoặc là giấy, khi mà giấy chạy ngang nó sẽ bị nhăn. Tại vì các bạn biết là khi một đầu á, nó ép được, một đầu nó không ép được thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng, tức đầu ép được là nó giấy ra trước, còn cái đầu không ép được nó sẽ chậm hơn, thì nó sẽ gây ra hiện tượng nhăn giấy. Và sau khi kiểm tra xong á, là mình sẽ thấy, các bạn biết mở ra mình sẽ thấy cái lỗi này, và cái chỗ cái chính giữa cái cây cọ á, là nó bị gãy cái đuôi phía sau. Mà mình cũng không hiểu lý do tại sao mà lại khi mà nó bị gãy như thế này là máy nó vẫn hoạt động rất là bình thường, không có một cái vấn đề gì hết. Cũng rất là hên, mình các bạn thấy cũng rất là hên là khi mà nó cấn như thế này, các bạn biết là nó lột ra luôn, thấy không? Đây nè, các bạn thấy mà cái lulo ép và lulo sấy mà nó lột cỡ này là nó không phải một chuyện đơn giản. Nó lột, tuy nhiên hên là trong này nó có 3 cái bóng đèn mà nó không có bị bóng đèn nào luôn, nó không bị bể nha. Do đó là cũng mình thấy là nó cũng còn hên là như vậy. Do đó là trong quá trình chạy thì nó bị nhăn giấy, do đó mình kiểm tra khi mình sợ nó bị cò bị gì, nó bị dấp cò bị gì đó thì giấy nó sẽ bị nhăn. Tuy nhiên khi mở ra mình thấy cái này rồi phải đi mua cái này để về thay. Thì trong quá trình chạy thì các bạn biết là trong quá trình chạy đã về máy móc thì mình không có đoán trước được nó sẽ là cái gì. Đôi khi những cái trường hợp rất là hy hữu mà các bạn thấy là nó chạy, đôi khi các bạn thấy là cái máy nó chạy kẹt giấy liên tục luôn, nhưng mà nó kẹt ví dụ giữa khay D và cái khay cái bộ beo nằm giữa đó, mà đôi khi các bạn thấy nó máy sẽ không báo lỗi. Tuy nhiên các bạn, với những trường hợp đó thì các bạn cũng nên kiểm tra lại coi thử beo mình xài như thế nào và beo có bị lỗi hay không. Còn với trường hợp mà khi các bạn thấy chạy nhăn giấy thì các bạn nên kiểm tra là cái bộ phận của bộ phận sấy này, cái bộ phận sấy thế này. Vừa nãy mình giải thích rồi ha, nếu mà một đầu nó bám được, một đầu nó không bám được thì nó sẽ gây ra hiện tượng nhăn giấy. Và hầu như là giữa cái lỗi mà nhăn giấy, lỗi nhăn giấy, lỗi không chính mực thì hầu như nó đều liên quan tới cái bộ phận sấy hết. Bộ phận sấy, do đó khi các bạn gặp những cái trường hợp này thì các bạn hãy mở cái cụm sấy ra. Các bạn kéo cái cụm sấy ra và các bạn xem là coi thử là cái cụm sấy nó có hoạt động bình thường hay không. Đôi khi các bạn thấy không, nhiều lúc nếu mà nó nằm ở mức độ này nè, các bạn xoay qua thì các bạn không thấy đâu.
Nhưng mà khi mà mình dùng cái dầu silicone đó mình hỗ trợ, nó hỗ trợ thêm trong quá trình ví dụ như đang chạy lâu thì các bạn sử dụng dầu silicone để các bạn lau, cái hỗ trợ thêm cho nó lau cái cuộn dầu. Nhiều lúc là cái đối với một số mà cái tài liệu các bạn chụp á mà cái bảng mực nó nhiều, ví dụ như những cái tài liệu mà nó có hình nhiều á, đối với tận tài liệu chữ không thì chạy rất là đơn giản rồi, máy nó có thể lau sạch, lau sạch cái cuộn dầu nó sẽ lau sạch cái lô này. Tuy nhiên là khi mà các bạn chạy những đối với những cái bảng cuốn sách, những cuốn sách mà hình nhiều á, các bạn thấy mực rất là đậm, do đó là đôi khi á, là mình sẽ chạy một lúc thì mình sẽ hỗ trợ thêm, mình lau cho những cái lấy dầu silicone như những cái video trước, một cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi, thì các bạn lấy các bạn lau bôi trơn qua cho nó thôi ha, giống như hỗ trợ thêm cho nó lau sạch cái cuốn cái lô lô sấy này để cho nó sạch, cho các bạn nó sạch và các bạn vuốt đầu cò đó. Thì mình nghĩ khi các bạn làm máy thì khi các bạn làm thì các bạn nên hiểu về cái cách hoạt động của cái máy photo của mình ha. Thì khi mà các bạn biết là nó, mà các bạn sẽ suy nghĩ, các bạn sẽ nghĩ lại là nó khi mà nó gặp cái vấn đề này thì nó chỉ nằm ở trong cái khu vực này, thì các bạn kiếm khu vực này à, để cho nó dễ. Ví dụ như không chín mực nhăn giấy thì có thể là ưu tiên là kiểm tra cái bộ phận sấy. Thì khi kiểm tra bộ phận sấy thì các bạn nếu bị hư bị lô sấy hoặc lô ép thì các bạn đi về mua thay. Các bạn biết là cái lô ép á, nếu các bạn chạy lâu á, nếu mà bị chạy lâu rồi thì nó phải không vấn bị hư, thì trên khi trong cái lô ép á, nó là một cái dạng như giống như dạng mút, tức là khi nó ép xuống nó vẫn có độ đàn hồi, thì trong quá trình chạy lâu quá thì nó giữ nhiệt mà nó sinh nhiệt thì nó chịu nổi nữa thì nó bị xe nhăn, nó sẽ nhăn cái lô ép đi và nó sẽ tạo ra những cái đường như thế này nè à, hoặc là xước những cái đường đó. Thì khi mà các bạn thấy là cái lô sấy này nó bình thường, tuy nhiên cái lô ép nó bị nhăn thì xảy ra có một số trường hợp như là nó nhăn giấy, thì các bạn vẫn nghĩ ngay tới là phải thay cái lô ép rồi. Do đó là khi mà gặp những trường hợp đó thì các bạn mua về các bạn thay. Còn các bạn nào mà chưa biết cái cách thay cái lô sấy như thế nào thì các bạn hãy lên trên trang YouTube Bado Optical, các bạn vào trong cái mục hướng dẫn photo in ấn, thì các bạn lục lại trên đó nó có một cái video hướng dẫn là thay lô sấy như thế này nè. À, thì nó các bạn nhìn vào đó các bạn thay các bạn biết là nếu mà mình không biết thay thì mình phải kêu thợ, thôi chờ thời gian rất là nhiều. Còn nếu mà các bạn đã biết có thời gian thay, các bạn biết cách thay á, thì khi đó các bạn sẽ khoảng bỏ ra khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đối với những trường hợp mà sửa máy thì mình nghĩ các bạn nên dành thời gian buổi tối hoặc là buổi trưa, mình không có khách thì mình sẽ thay, hoặc là trong quá trình nếu mà các bạn có hai máy, một máy hư thì mình sẽ chạy một cái máy khác ha, sẽ chạy một cái máy khác. Còn cái máy này mình để dành trưa hoặc là tối thì mình sẽ thay thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu các bạn có một máy thì các bạn phải đóng cửa luôn các bạn thay. À, khi trong lòng khi mình làm mà mình biết thay được những cái vật dụng như thế này nè, đây là một trong những cái thay khó khăn nhất á. Đối với mà cái thay lô sấy là lô ép, đây là một trong những mình thấy là cái thay mà nó mất thời gian nhất. À, tuy nhiên nếu các bạn làm tốt thì các bạn mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi thì các bạn có thể xử lý được và các bạn phục vụ công việc của mình. À, rồi video của mình chia sẻ tới đây là kết thúc ha. Hy vọng các bạn khi mà gặp với trường hợp nhăn giấy hoặc là mực không chín thì các bạn có thể hình dung được cái nguyên nhân của nó và các bạn có thể xử lý. À, nếu các bạn yêu thích video này thì các bạn hãy bấm like để ủng hộ tinh thần, và nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ đó cho tất cả các bạn mà đang có nhu cầu tìm hiểu về cái ngành nghề photo in ấn thì các bạn có thể theo dõi. Và các bạn nào mới ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy đăng ký kênh, và bên biểu tượng nút đăng ký nó có biểu tượng quả chuông thì các bạn hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình đăng ký mình đăng cái video mới lên là bạn là người đầu tiên để theo dõi những chia sẻ của mình trong ngành nghề in ấn photo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Bye bye các bạn.